Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, với những tín đồ đam mê xê dịch thì chắc chắn Vietnam Airlines sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi xa bởi sự chuyên nghiệp và dịch vụ mà hãng hàng không này mang lại cho khách hàng. Với sự lớn mạnh của thương hiệu bông sen vàng, chúng ta tưởng rằng sẽ khó có gì có thể xô đổ được người anh cả của nền hàng không nước nhà này. Thế nhưng tình thế đã xoay chuyển kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Từ một hãng hàng không quốc gia sở hữu thị phần vận chuyển hành khách và quy mô đội bay lớn nhất cả nước, trong cơn bão Covid-19, Vietnam Airlines đang ngày càng lún sâu vào thua lỗ nặng nề, tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng. Trong bối cảnh chung, các hãng hàng không trong nước đều gặp khó khăn do dịch bệnh. Vậy tại sao chỉ Vietnam Airlines rơi vào tình trạng nguy kịch trước bờ vực phá sản? Đằng sau việc Vietnam Airlines lỗ nặng và bên bờ vực phá sản là gì? Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về thông tin này thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công nhé! Trước đó, vào năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuyến bay vận chuyển hành khách giảm mạnh khiến hầu hết tàu bay của các hãng hàng không phải nghỉ đông. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã có bước đi chiến lược, biến nguy thành cơ khi tăng cường vận chuyển hàng hóa để có thể khai thác hiệu quả đội tàu bay trong giai đoạn dịch Covid-19. Trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng có của ngành hàng không thế giới, các hãng bay đang phải tìm kiếm cơ hội để duy trì sự sống còn. Với mục tiêu không để lãng phí nguồn lực sẵn có, duy trì vai trò mạch máu của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch. Một trong những giải pháp lớn mà Vietnam Airlines đưa ra là đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa trên cả khoang hàng lẫn khoang khách để đạt được hiệu suất cao nhất. Bên cạnh vận chuyển hàng hóa dưới hầm hàng như thường lệ, mới đây Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng chở hàng trên khoang khách nhằm tận dụng tối đa các khoang rỗng của máy bay. Tuy nhiên, bài toán được đặt ra là làm thế nào để tận dụng tốt nhất tải trọng máy bay, chất xếp hàng hóa trong khoang khách mà vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn bay. Cuối tháng 3 năm 2020, Vietnam Airlines đã có báo cáo lên Cục Hàng không Việt Nam xin cấp phép chở hàng trên khoang khách cũng như đề ra các nội dung liên quan đến phương án an toàn bay. Đồng thời, hãng đã nhanh chóng hoàn tất quy trình đào tạo, tổ chức diễn tập chất xếp phủ lưới cho các lô hàng trên khoang khách. Để tăng cường an toàn bay, Vietnam Airlines đã nghiên cứu các thông số dây chằng, lưới phủ và quy trình chằng buộc, chất xếp nhằm xây dựng sơ đồ vị trí chằng buộc các khối hàng trên khoang khách một cách hiệu quả nhất. Nhiều trang thiết bị trên máy bay như màn hình giải trí, ghế, tựa đầu cũng được tháo dỡ, tay ghế được dựng thẳng và ghế được bọc kín để không bị chảy xước hay hỏng hóc. Ngày 2 tháng 4 năm 2020, Vietnam Airlines đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn phương thức khai thác hàng hóa trên khoang khách. Ngay tối 3 tháng 4 năm 2020, chuyến bay đầu tiên chở hàng trên khoang khách đã được thực hiện an toàn tuyệt đối trên đường bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh với 411 kiện hàng trong khoang khách và 280 kiện trong khoang hàng hóa. Như vậy, hiệu quả vận chuyển hàng hóa đã tăng hơn nhiều so với việc khai thác dưới hầm hàng như thường lệ. Vận chuyển hàng hóa trên khoang khách là hướng đi mới không chỉ của Vietnam Airlines mà rất nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đang áp dụng để ứng phó với thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, đây là một phương thức chưa có tiền lệ tại Việt Nam, thậm chí cũng rất hiếm trên thế giới. Do đó, chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện loại hình khai thác này. Với tinh thần làm việc thời chiến, các bộ phận của Vietnam Airlines đã nhanh chóng triển khai nghiên cứu các quy trình thực hiện để đảm bảo công tác khai thác của hãng cũng như đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách. Ít ngày sau khi Vietnam Airlines chính thức bắt tay nghiên cứu, các hiệp hội và các nhà sản xuất máy bay đã kịp thời có hướng dẫn ban đầu đối với phương thức này. Đặc biệt, ngày 2 tháng 4 năm 2020, cùng ngày Vietnam Airlines được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn phương thức khai thác hàng hóa trên khoang khách, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cũng đã chính thức ban hành hướng dẫn loại hình khai thác này. Thêm một lần nữa, Vietnam Airlines đã có bước đi tiên phong đúng hướng ngay cả khi các tổ chức trên thế giới và nhà chức trách Việt Nam chưa có những hướng dẫn cụ thể. Đây là kết quả đến từ kinh nghiệm được đúc kết trong 25 năm phát triển của hãng hàng không quốc gia, giúp hãng nắm được sự chủ động trong việc tìm ra các hướng đi phù hợp với thị trường cũng như nghiên cứu, xây dựng, hiện thực hóa các quy trình cần thiết. Ngoài mục đích hạn chế tình trạng tàu bay nghỉ đông và đóng góp một phần doanh thu cho hãng, công tác vận chuyển hàng hóa trên khoang khách còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần vào việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục tạo ra việc làm cho người lao động ở các khu công nghiệp và nhà máy lớn, đặc biệt là hỗ trợ chính phủ và ngành y tế trong việc vận chuyển, đảm bảo trang thiết bị, vật tư trong thời gian đất nước và thế giới đang gồng mình chống lại dịch bệnh.
Không chỉ dừng lại ở giải pháp ban đầu này, Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều giải pháp mới để cùng đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Giống như Darwin từng nói, những người sống sót sau cùng không phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất, mà là người dễ thích nghi nhất để thay đổi. Tuy nhiên cho tới nay, mọi chuyện dường như chẳng còn dễ dàng với người anh cả của ngành hàng không nữa. Báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã cho thấy tình hình hoạt động sụt giảm nghiêm trọng của lĩnh vực hàng không. Dịch bệnh COVID-19 cũng khiến nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh 34,5-65,9% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020 sụt giảm trung bình trên 61% so với năm 2019. Khả năng thanh toán, hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không Việt Nam đều sụt giảm mạnh. Khó khăn không chỉ riêng với hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines, mà là thách thức chung với các doanh nghiệp khác như Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Bamboo Airways của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Nguy hiểm hơn, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3 trong giai đoạn cao điểm sát Tết đã khiến doanh thu của ngành hàng không giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2020. Thời điểm giáp Tết năm 2020, dịch chưa bùng phát. Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp suy giảm và tiến tới sát giới hạn mất khả năng thanh toán. Trong đó đáng chú ý, ông lớn hàng không Vietnam Airlines dự kiến lỗ đến 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, sau khi đã lỗ 4.800 tỷ ở quý 1. Hiện tại số nợ phải trả quá hạn đạt tới 6.240 tỷ đồng và đang rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn bên bờ vực phá sản. Trong khi các ngân hàng thương mại chưa nhìn thấy gói giải cứu 12.000 tỷ đồng của chính phủ, nên không cho Vietnam Airlines giải ngân tiếp, hoặc không gia hạn, hoặc cấp tiếp hạn mức tín dụng. Vậy hiện nay Vietnam Airlines đang vay nợ ở những ngân hàng nào? Tại báo cáo tài chính mới nhất là quý 1 năm 2021, Vietnam Airlines không nêu chi tiết các chủ nợ là ai. Tuy nhiên ở báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, đã kiểm toán cho thấy hãng hàng không này đang vay ngắn hạn đều không có tài sản đảm bảo gần 6.800 tỷ đồng và vay dài hạn gần 9.000 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn từ các ngân hàng đều tăng mạnh. Hoặc cho vay mới trong năm 2020, tổng dư nợ tăng từ 1.274 tỷ đồng lên 6.793 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tại Vietcombank tăng từ 769 tỷ đồng lên hơn 2.700 tỷ đồng. Tại BIDV tăng từ 345 tỷ lên hơn 1.100 tỷ. Tại Techcombank tăng từ mức 113 tỷ lên 849 tỷ đồng. Ở Cbank từ 36 tỷ lên hơn 460 tỷ đồng. Còn với các khoản vay dài hạn, Vietcombank đang là chủ nợ lớn nhất với dư nợ là 4.841 tỷ đồng, tiếp đến là BIDV với 1.534 tỷ, Eximbank 832 tỷ, MB hơn 501 tỷ, Vietinbank hơn 426 tỷ, VRB hơn 302 tỷ, Indovina hơn 254 tỷ. Ngân hàng VPBank và Agribank cũng còn dư nợ dài hạn tại HVN nhưng chỉ rất ít, lần lượt 2,6 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Tính tổng cả vay nợ ngắn hạn và dài hạn thì Vietcombank đang là ngân hàng cho HVN vay nhiều nhất với tổng cộng là 7.500 tỷ. Tiếp theo là BIDV với tổng cộng là 2.600 tỷ đồng. Ngoài các khoản vay từ ngân hàng, HVN còn nợ thuê tài chính dài hạn ở các tập đoàn tài chính nước ngoài tổng cộng hơn 18.200 tỷ đồng. Trong đó chủ nợ lớn nhất là tập đoàn ING hơn 8.100 tỷ. Vậy bạn có biết nguyên nhân gì đã khiến Vietnam Airlines có kết quả kinh doanh thua lỗ nặng nề nhất trong ngành hàng không Việt Nam hiện nay hay không? Rõ ràng Vietnam Airlines từng là hãng hàng không mạnh nhất và được người dân tin tưởng nhất cơ mà. Thứ nhất, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng việc tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là vận chuyển hành khách và hàng hóa với quy mô đội bay lớn nhất nước, hơn 100 tổ bay, dẫn đến mức thua lỗ cao hơn các hãng khác. Thứ hai, Vietnam Airlines cũng là hãng có thị phần vận chuyển hàng không quốc tế lớn nhất so với hai hãng còn lại, chiếm 65% doanh thu vận chuyển khách quốc tế đi và đến Việt Nam. Do đó, khi đường bay quốc tế đóng cửa do đại dịch, Vietnam Airlines cũng chịu thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với các hãng khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối như Vietnam Airlines từ nhiều năm nay chỉ tập trung hoạt động kinh doanh chính là vận chuyển hàng không và thoái hết vốn khỏi các lĩnh vực khác. Do đó, các doanh nghiệp này không có cơ hội để lấy doanh thu từ các ngành khác bù vào vận chuyển hàng không như doanh nghiệp tư nhân. Thực tế, cùng với Vietnam Airlines, các hãng hàng không tư nhân của Việt Nam như Vietjet, Bamboo Airways cũng cố gắng thích nghi, tối ưu hóa các hoạt động khai thác và duy trì sản xuất kinh doanh thông qua chuyển nhượng tài sản. Dự án đầu tư tài chính được tích lũy từ các giai đoạn trước. Trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2021 này, các hãng hàng không Việt Nam dần cạn nguồn lực về tài chính. Ước tính Vietjet sẽ thiếu hụt khoảng 10.000 tỷ đồng để duy trì hoạt động kinh doanh. Với mục đích giúp các hãng tư nhân giải quyết thanh khoản, duy trì nguồn lực để hoạt động và phát triển, tương tự như gói hỗ trợ của chính phủ cho Vietnam Airlines.
Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cho phép kéo dài thời gian giảm 50% phí dịch vụ cất, hạ cánh máy bay và dịch vụ điều hành bay cùng với thời gian áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng với các dịch vụ chuyên ngành hàng không cho đến hết năm 2021. Và để biết thêm những khủng hoảng và cách vượt khủng hoảng của các tỷ phú trên thế giới thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp thực hiện hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Có thể thấy rằng đại dịch Covid-19 đang làm chao đảo mọi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh vận tải trên toàn cầu, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác khi ưu tiên nhất bây giờ chính là đẩy lùi kẻ thù vô hình này. Hiện nay, Vietnam Airlines vẫn đang gồng mình để chống chọi lại giai đoạn khủng hoảng nhất trong lịch sử. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi tin vui của hãng hàng không lớn nhất cả nước này trong thời gian tới, với hy vọng tất cả cùng chiến thắng đại dịch Covid-19 các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình hình dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng. Vì thế, hãy ở nhà để cùng nhau ngăn chặn đại dịch lây lan nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.